đây là chương trình học phong thủy cơ bản của Phong thủy Phùng Gia. Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương, chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy Thế giới và là chủ tịch của Phong thủy Phùng Gia. Âm dương là một trong các khái niệm cốt lõi với nhiều bộ môn huyền học Á Đông như phong thủy, tử vi hay tướng số. Vậy thì các tính chất và ứng dụng của âm dương trong phong thủy cụ thể sẽ ra sao? Thì trong lần chia sẻ này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Đầu tiên thì chúng ta cũng phải biết là âm dương trong phong thủy nghĩa là gì? Về nguồn gốc và khái niệm của hai từ âm dương, tiếng Trung là Yin và Yang thì được nhắc đến lần đầu tiên là khi nào? Bây giờ thì không còn một tài liệu gốc nào có thể lưu trữ lại được nữa. Và khái niệm này thì chia vạn vật trong vũ trụ thành hai cực, âm và dương. Theo quan niệm này thì trong mỗi một sự vật, mỗi một hiện tượng thì luôn có sự mâu thuẫn, song thì luôn thống nhất với nhau và cùng tồn tại, cùng phát triển. Ở âm dương thì cần được xem xét trong một thể thống nhất, đối lập và liên hệ với nhau. Trong đó thì dương là đại diện cho sự mạnh mẽ, đại diện cho sự chủ động, tính hướng lên ở trong thiên địa. Ví dụ như là về tự nhiên, dương chính là mặt trời, dương chính là ban ngày, chính là nắng ấm, chính là ánh sáng. Còn về con người thì dương đại diện cho nam giới. Còn ngược lại thì âm đại diện cho sự yếu mềm, đại diện cho sự lạnh lẽo hay là tính hướng xuống trong thiên địa. Thì về tự nhiên, âm chủ về mặt trăng, chủ về ban đêm, chủ về sự lạnh lẽo hay là bóng tối. Còn về con người thì âm đại diện cho nữ giới, đúng không ạ? Vậy thì các quy luật của âm dương sẽ như thế nào? Thuyết âm dương là cơ sở triết lý của nhiều bộ môn huyền học Á Đông với 5 quy luật. Quy luật đầu tiên là âm dương đối lập nhau. Học thuyết âm dương thì cho rằng trong vũ trụ luôn tồn tại các sự vật, các hiện tượng có các trạng thái và những thuộc tính trái ngược mâu thuẫn với nhau, tạo nên âm và dương. Tiếp theo là sự hỗ căn của âm dương. Hai mặt âm dương tuy là đối lập nhau nhưng mà cùng hỗ trợ và cùng nương tựa lẫn nhau để mà tồn tại, nên chúng ta dùng từ là hỗ căn. Âm dương liên kết với nhau để tạo thành một thực thể, một vật thể trong tự nhiên. Không thể tồn tại duy nhất một yếu tố dương, cũng không thể tồn tại duy nhất một yếu tố âm, mà bắt buộc chúng phải hỗ căn, có nghĩa là tương hỗ lẫn nhau thì mới có thể tồn tại được. Và tiếp theo, một tính chất nữa là tiêu trưởng và bình hành của âm dương. Âm dương tác động qua lại với nhau thì sẽ biểu hiện ra hai trạng thái. Một là trạng thái tiêu trưởng. Tiêu là suy giảm, trưởng có nghĩa là tăng trưởng hoặc là phát triển. Âm dương vận động song song với nhau, không ngừng chuyển hóa. Chính cái sự vận động này nó sẽ dẫn tới sự chuyển hóa. Mặt này suy thì mặt kia sẽ phát triển, và ngược lại, mặt kia phát triển thì mặt này sẽ suy. Ví dụ như cái sự phát triển của bản thân con người, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đang ở trong cái tuổi sung sức thì chúng ta đang vượng dương. Nhưng khi qua tuổi sung sức là đã hết phần vượng dương rồi thì không còn con đường nào khác mà sẽ tiêu trưởng sang bên phía âm, có nghĩa là trở lại vào cái thời kỳ suy giảm của sức khỏe. Thế đó là cái quy luật phát triển của vạn vật trong vũ trụ này. Và tiếp theo nữa là một tính chất bình hành của âm dương. Tuy âm dương vận động không ngừng chuyển hóa lẫn nhau như thế, nhưng mà hai yếu tố này luôn giữ được trạng thái cân bằng và kiểm soát lẫn nhau. Trong âm thì có dương và trong dương thì có âm. Cực dương có thể nói là lửa và cực âm có thể nói là băng tuyết. Ở trên chúng ta mới chỉ nói về lý thuyết thôi, đúng không ạ? Vậy thì vận dụng của nó sẽ như sao? Âm dương ngũ hành là khái niệm nền tảng cơ bản nhất của phong thủy. Nó cũng giống như là bảng chữ cái và bảng kiểu trương ở trong khoa học, đúng không ạ? Dù là một tác phẩm văn học kiệt xuất đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải bắt đầu từ những bảng chữ cái, đúng không ạ? Và dù là những công thức toán học phức tạp thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn phải dùng bảng kiểu trương để có thể ra được đáp án. Phong thủy cũng như vậy. Dù có là thuật số cao cấp đến đâu, có cải biến vận mệnh con người thế nào đi chăng nữa thì vẫn dựa vào hai yếu tố cơ bản, đó là âm dương và ngũ hành. Và chính vì vậy, âm dương dùng để luận đoán thiên địa nhân. Thiên địa nhân chính là tam tài, là sự cân bằng giữa bản thân với hai yếu tố còn lại. Và nhờ hiểu biết và nắm được quy luật của học thuyết âm dương, và con người có thể thấy được là quy luật chuyển hóa của tự nhiên, của trời đất. Ví dụ như là chúng ta biết được mùa đông sẽ cần chuẩn bị áo ấm, hay là chúng ta sẽ cần phải nuôi trồng những cái loại hoa để đến mùa hè thì chúng ta thu hoạch được những cây ăn quả,
Và một ứng dụng tiếp theo nữa của âm dương đó là áp dụng để mà chúng ta cải vận, bổ khuyết. Trong mệnh lý Á Đông thì thuyết âm dương đóng vai trò rất là quan trọng, đặc biệt ở những cái thuật pháp cải vận, bổ khuyết thông qua bát tự. Và muốn tìm ra phương pháp cải vận thì chúng ta xét rõ ràng ngũ hành của chân mệnh. Nếu như chúng ta chỉ dùng ngũ hành không thôi thì chúng ta sẽ chỉ có 5 hành. Nhưng khi ngũ hành kết hợp với cả âm dương thì chúng ta sẽ có thập thiên can, mở rộng hơn nữa là chúng ta có thập nhị địa chi. Và từ đó để mà giúp cân bằng lại mệnh cục, giúp cho bản thân của những người chủ lá số đó thay đổi theo ý muốn. Và hy vọng với những chia sẻ hết sức cơ bản như trên về âm dương thì các bạn đã có được sơ lược những kiến thức về yếu tố này. Ở trong những video tiếp theo, tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ với các bạn những kiến thức về phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.